đi gây tai nạn lắm. Đâu? Không mưa thì không thấy lỗ còn trời mưa. Mưa gì sao mà chạy được? Trời ơi, thấy xe chạy vậy không? Giờ mới ấn không? Nguy hiểm thiệt á. Giờ đề nghị phải nâng lên cho nó láng rồi chạy cho nó ngon rồi bớt cái tai nạn giao thông vậy đó. Sợ quá, giờ nhiều khi ổng gà sụp té này kia, giờ mong ở nhà nước làm sớm sớm giùm. Rồi nắng lên thì bụi, giờ phải che gì tùm lum gì nè. Rồi cũng như cấp trên rồi đi kia câu đang giải quyết giúp để người ta đi qua đi lại bị tai nạn hoài té xe.